Xin kính chào mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Trong video này cũng như mọi người đã nhìn thấy thì đây là một con lợn con có biểu hiện sùi bọt mép và co giật. Đây là triệu chứng điển hình của bệnh giả dại ở lợn. Trước khi vào nội dung chính trong video, kính mong quý cô bác sẽ để lại một nút thích cho video cũng như là nhấn đăng ký kênh để đón nhận thêm nhiều video bổ ích hơn nữa từ kiến thức chăn nuôi và thú y. Cái biểu hiện bệnh giả dại ở lợn thì đối với lợn con theo mẹ, trước khi phát ra triệu chứng thần kinh thì con lợn con bị nhiễm trùng máu, dẫn đến là lợn con sốt cao 42 độ C, ủ rũ và bỏ ăn. Sau đó lợn bị kích thích thần kinh, có triệu chứng run, co giật, sùi bọt mép và đồng tử giãn ra. Tỷ lệ chết ở lợn con gần như là 100%. Và đối với lợn nái và lợn đực giống cũng mắc bệnh nhưng mà tỷ lệ chết rất là thấp. Lợn mắc bệnh có biểu hiện như là lợn khụt khịt này, ho liên tục do viêm phổi, viêm phế quản phổi, chảy nước mắt, nước mũi. Thậm chí là ho liên tục, từ lỗ mũi có dịch mủ chảy ra. Và một số lợn nôn hoặc là có phản xạ nôn, lúc thì táo bón này, lúc thì tiêu chảy. Đối với lợn nái chửa, khi mà mắc bệnh giả dại này thì lợn sẽ xảy ra hiện tượng sảy thai hoặc là đẻ con ra sẽ bị chết yểu. Và biện pháp phòng và điều trị bệnh giả dại này như sau. Chúng ta sẽ chủ động phòng bệnh bằng vaccine. Có hai loại vaccine để phòng bệnh, đó là vaccine sống và vaccine chết. Vaccine sống áp dụng cho những nơi có bệnh phổ biến đã xảy ra và ở các trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm. Và đối với vaccine chết thì áp dụng cho những nơi mới xảy ra và ở các cơ sở chăn nuôi giống. Và chúng ta có thể ra những cái hiệu thuốc thú y để chúng ta hỏi kỹ rằng đâu là vaccine sống và đâu là vaccine chết để chúng ta có thể áp dụng cho trang trại nhà mình tùy theo trang trại và nơi có tình hình dịch tễ ra sao. Chúng ta sẽ sử dụng phù hợp với loại vaccine đó. Và kèm theo đó chúng ta sẽ có biện pháp an toàn sinh học như là nhập lợn giống từ các cơ sở giống có lý lịch rõ ràng này và có kiểm tra huyết thanh âm tính với cái bệnh giả dại này. Các chuồng nái thì phải riêng rẽ với các khu chuồng thịt này. Và chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử trùng trong và ngoài chuồng nuôi bằng các loại thuốc sát trùng và rác vôi bột định kỳ khu vực xung quanh chuồng nuôi. Và tuyệt nhiên thì chúng ta không nên mang thịt lợn sống vào trong trang trại để sử dụng làm thực phẩm. Và không cho các con vật khác ra vào trong chuồng trại chăn nuôi. Khi có dấu hiệu bệnh thì chúng ta phải tiêu hủy ngay và triệt để. Có rắc vôi bột và tiêu độc khử trùng. Và điều trị bệnh thì hiện nay không có thuốc đặc hiệu để điều trị bệnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta phát hiện sớm và tiên lượng vẫn còn cao thì chúng ta có thể điều trị theo phác đồ sau, mặc dù là tỷ lệ cứu chữa thành công là rất là thấp. Bước đầu tiên thì chúng ta cần phải hạ sốt cho con lợn trước và tiêm an thần. Sau khoảng 15 đến 20 phút thì chúng ta sẽ tiêm một trong những nhóm kháng sinh như là Lancogen LA này hoặc là Ceftufur. Cái kháng sinh này không có tác dụng tiêu diệt virus mà chỉ có tác dụng chống và điều trị bệnh kế phát. Chúng ta cũng phải kết hợp với tiêm thuốc bổ và trợ sức trợ lực để hạn chế cái bệnh giả dại này trong trang trại và chuồng nuôi của chúng ta. Thì cái biện pháp phòng bệnh bằng vaccine là biện pháp tốt nhất và an toàn nhất. Và trên đây là những chia sẻ của em đến với quý cô bác, anh chị em và bạn bè chăn nuôi. Kính chúc mọi người chăn nuôi thành công và xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo ạ.